Alo, chào cả nhà. Bây giờ đã là khuya rồi, hãy cùng nhóm Team Index Cần Thơ các bạn nhé, xem anh em đang làm gì nhé. Tất cả đều vui tính, trung thực và nhiệt tình. Trước tiên, tôi xin giới thiệu về quang cảnh của khu Minibit Cần Thơ, rất là huyền hoặc, rất là đẹp về đêm các bạn ạ. Còn đây là hình ảnh nhìn từ trên cao, lúc rất đông khách hàng là các bạn sinh viên, các bạn thanh niên, những người du khách từ muôn nơi đến khu Minibit Cần Thơ này. Đó là những lúc mà anh em nhân viên của nhóm Team Minibit Cần Thơ đang làm việc rất là hồ hởi, rất là nhiệt tình. Còn đây là lúc mà khách hàng đã về hết rồi, anh em đang lùi hồi làm việc các bạn ạ. Anh em của Minibit đang làm cái công việc rất là thường ngày, đó là dọn dẹp lại để chuẩn bị cho ngày mai. Đấy. Bây giờ các bạn ấy sẽ xếp vào thành một đống ở đây. Đấy, xếp vào một đống ở đây. Đấy. Những tấm vải nhung rất là mềm, mịn. À. Đây là một cái nhóm bạn thanh niên khác, vâng, đa phần là sinh viên. À. Vậy các bạn đang làm gì đây? Cũng như vậy, xếp lại các cái tấm vải vuông vắt, vuông vứt lại nha. Dạ, em đang soạn hãm để mai em giặt. Cho cái nó này sạch sẽ. Bây giờ mình gọi là vải là không đúng nha các bạn, gọi là cái này là hãm. Vải thảm nó sẽ dày hơn vải. Thảm sẽ dày hơn vải, đúng rồi. Dạ, chuẩn bị xong rồi anh ơi. Chuẩn bị xong rồi. Dạ. Làm xong rồi về ăn cơm mà rồi bây giờ mới đi ngủ đúng không? Dạ, công việc hôm nay khá mệt đúng không ạ? Dạ mệt. Mỗi ngày tại Minibit Cần Thơ này thì các bạn phải là giặt nè, phơi nè, làm sạch khoảng 100 tấm bạc và hơn 100 tấm thảm như thế này. Làm gì để cho cái tấm thảm này nó sạch và người ta ngồi ta cảm thấy? Trước tiên là mình vũ sạch rồi mình bỏ vào máy giặt, rồi có quy trình giặt là từ nước xả vải thơm rồi phơi nắng thiệt là gáo, tới buổi chiều là nước sẽ thơm. Ở đây thì như vậy thì thời gian ban ngày bạn sẽ làm gì ra sao? Dạ ngủ. Ban ngày ngủ. Rồi đi học. Ngủ rồi đi học. Dạ. Các bạn đang học cái gì ạ? Công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin đại học nào đây? Nam Cần Thơ. Nơi có hoa khôi Lê Thị Tường Vi mới vừa đạt giải hoa khôi sinh viên toàn quốc đúng không ạ? Đúng rồi. Cơn gió nào là để các sinh viên của trường đại học Nam Cần Thơ lại siêng năng lao động mà đến với lại khu Minibit Cần Thơ này vậy? Dạ hết tiền anh ơi. Rất là chân thực, rất là trực diện, hết tiền nó hết tiền chứ nó làm sao giờ đúng dạ, không? Dạ. Thế còn bạn? Dạ đóng tiền trọ luôn. Đóng tiền trọ luôn, một tháng bánh tiền trọ là bao nhiêu? Dạ 1.600.000. 1.600.000. Thế làm ở đây thì bạn thấy như thế nào? Rất là vui vẻ, hòa đồng. Vui. Nhưng mà hơi cực. Vui vẻ, hòa đồng hơi cực. Cực nhưng mà vui phải không ạ? Vâng. Thôi mình dừng lại câu chuyện cực với vui ở đây, miễn sao có tiền, miễn sao là mỗi ngày nó có ý nghĩa đối với mình là được đúng không? Vâng, đúng như vậy. Bà mong muốn gì thêm ở đây không? Càng ngày càng nhiều khách. Càng ngày càng nhiều khách. Và lương càng tăng. Lương càng tăng. Vui vẻ, hòa đồng và có nhiều sức khỏe. Hãy tin tưởng rằng những tấm bạc các bạn ngồi, những tấm thảm các bạn ngồi sẽ luôn sạch và đẹp. Thơm thò. Nhớ ghé Minibit nha mấy bạn. Những tấm thảm cuối cùng được là xếp lại. Rồi xong rồi, bây giờ là một chút xíu êm dịu, một chút xíu là huyền diệu của Minibit Cần Thơ. Sau thời gian mà tôi review, tôi làm một cái hình ảnh mà anh em cuối ngày đang dọn dẹp các thứ, thì bây giờ là gặp lại đại diện của nhóm Team Minibit Cần Thơ, 20 người chứ còn bấy nhiêu thôi. Yeah, xin chào các bạn. Chào. Hello. Tôi sẽ cận view từng người một nha, mọi người sẽ nói một ý nha. Cảm ơn. Bạn có cảm thấy là vui không? Dạ vui. Còn bạn? Rất là vui luôn. Còn bạn muốn nói điều gì? Rồi, rồi, rồi. Hãy đến rồi. Đây Minibit, chào mừng các bạn đến. Các bạn thấy không? Cái gì chú? Các bạn thấy không? Vâng. Anh này anh rất là nhiệt tình, anh chào mừng mọi người đến Minibit Cần Thơ mà giống hệt như là anh muốn vồ vập người ta vậy. Một trong những cái gọi là thiên thần bé nhỏ, cô gái cục cưng của nhóm Minibit Cần Thơ. Hello, bạn tên gì? Dạ em tên Yến Khoa. Yến Khoa. Dạ. Yến Khoa rất là dễ thương, giọng nói rất là trong trẻo. Yến Khoa đến đây làm việc lâu chưa? Yến Khoa mong muốn gì ạ? Dạ cả 2 năm anh. Bây giờ mà khuya này mong muốn gì? Dạ em muốn
Em muốn nói gì em nói. Thôi, sao nói gì nữa? Nói lại đi, chú về chú cắt. Thằng Lương làm giờ giảm giờ nào. Thôi, nói vậy cắt cũng vậy hả? Thì nói không. Dạ, em muốn được về sớm hơn một chút. À, còn bạn hả? Dạ. Phải nói vậy chứ. Còn nhanh chú thay muốn gì? À, dạ, em đi chơi thằng kia. Tạm biệt tất cả các chàng trai cô gái. Ôi, rất là dễ thương, rất là dễ thương. Tôi còn hỏi là các bạn thu nhập mỗi tháng được bao nhiêu, một đêm được bồi dưỡng bao nhiêu tiền. Nhưng tôi cảm nhận được nét mặt vui, hòa đồng và gần như là rất đồng điệu với nhau để có một cái buổi làm việc, để có những ngày trải nghiệm như vậy trong cuộc đời sinh viên, học sinh của mình có thêm chút thu nhập và cũng để vui với đời trong những ngày tuổi trẻ là rất tuyệt vời rồi.